Thưa quý vị, vào cuối tháng 4 vừa qua, Trung Cộng đã ra một lệnh cấm đánh cá tại Biển Đông. Và lệnh này có tác hại về Biển Đông như thế nào, nhất là như cư dân trong vùng biển, eo biển này, nhất là Việt Nam của chúng ta. Mời quý vị theo dõi nói chuyện của chúng tôi về đề tài này với ông Đỗ Như Điệp. Xin mời chú Điệp. Vâng, chào anh Tiết và chào quý thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Vâng, đúng như anh Tiết nói đó, thì vào hàng năm, tức không phải là năm nay nữa mà hàng năm, cứ vào khoảng cuối tháng 4 thì nhà cầm quyền Bắc Kinh họ ra một cái lệnh là cấm tất cả các thuyền bè đánh cá ở Biển Đông trong cái đường lưỡi bò, mà cái đường lưỡi bò đó thì nó bao trùm hết 90% Biển Đông. Từ cấm đánh bắt năm nay đó là từ mùng 1 tháng 5 cho tới 16 tháng 8 năm 2020, tức là hơn 3 tháng như vậy. Và vì vậy mà tất cả các ngư dân của Việt Nam cũng như những nước mà có đánh bắt cá ở Biển Đông đều bị những cái tàu hải giám của Trung Cộng ngăn chặn, đâm chìm hoặc là đuổi. Đó là một cái mà năm nào cũng xảy ra như vậy, thì năm nay cũng vậy. Nhưng mà thêm cái chuyện khác nữa thì tôi muốn đề cập tới, năm nay nó đặc biệt hơn là vì khi cả thế giới đó đang cố gắng ngăn ngừa cái dịch bệnh coronavirus, thì Trung Cộng chẳng những đã làm những một số việc mà có lẽ chương trình trước chúng tôi đã đề cập tới, tức là họ thành lập hai cái huyện, hai cái quận đó, là quận Tây Sa và quận Nam Sa, tức là cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Đó là một việc. Việc thứ hai, đồng thời họ ra cái lệnh cấm đánh bắt cá, và cái tổ chức gọi là ngư dân của Việt Nam, tức là Hội Nghề Cá Việt Nam cũng như của Phi Luật Tân đã lên tiếng phản đối. Nhưng phản đối chẳng có nghĩa lý gì, là vì năm nào cũng bị như vậy. Và vì vậy ngư dân Việt Nam khi mà ra vẫn là ra cái ngư trường truyền thống của Việt Nam mình, đánh bắt cá ở Trường Sa và Hoàng Sa, thì không còn ra được nữa, không dám ra nữa. Do đó đã phải đi tuốt xuống phía Nam, tức là xuống tuốt vùng biển ở Malaysia, Indonesia. Và xuống đây thì lại bị những tàu bè, những lệnh của những nước đó, họ bắt rồi họ giam rồi họ đốt thuyền bè, họ đánh chìm thuyền bè trong bao nhiêu năm qua nó như vậy. Ngoài cái điểm này ra, nó còn hai cái điểm như tôi vừa nói đấy. Việc thứ nhất là họ, ba cái điểm thì đúng hơn. Cái thứ nhất đấy là họ thành lập hai cái huyện, tức là nó trở thành một cái đơn vị hành chính. Cái đó là cái thứ hai nhé. Cái thứ ba là các nhà nghiên cứu về địa chính trị, tức là geopolitics, thì họ cho rằng là Trung Cộng chuẩn bị nâng cấp tất cả những cái căn cứ quân sự tại Biển Đông. Và sau khi họ nâng cấp rồi thì họ sẽ đưa ra một cái gọi là nhận dạng phòng không, tức là cái lệnh là tất cả cái vùng trời, vùng biển, dưới nước, trên mặt nước và trên không gian là thuộc chủ quyền của Bắc Kinh, của Trung Cộng. Vì vậy mà tàu bè đi qua phải xin phép, máy bay đi qua vùng đó phải xin phép. Đó là cái mà cả thế giới người ta đang chú ý đến cái chuyện đó. Và nếu Trung Cộng làm như vậy, bởi vì bây giờ các nước đang bận lo về cái giải quyết cái vấn đề dịch Vũ Hán, và đặc biệt là Hoa Kỳ, đúng ra đó nó phải là ba phần. Phần thứ nhất là đáy biển, tức là các kho tàng dưới đó. Thứ hai là biển, tức là cá mú, các hải sản. Thứ ba là không phận trên không gian. Đấy. Tức là họ làm chủ từ trên xuống dưới. Và chúng ta biết là cách đây mấy năm đó thì là Trung Cộng với Nhật Bản có tranh gọi là đòi chủ quyền ở cái quần đảo Senkaku. Và Trung Cộng đã đặt cái gọi là cái nhận dạng phòng không và ra lệnh cho tất cả các đường bay đi ngang qua cái vùng đó phải xin phép. Và hầu như các hãng bay dân sự, tất nhiên là quân sự thì nó khác rồi, hãng bay dân sự bay qua đều phải xin phép. Và ngay cả một số hãng máy bay, những cái công ty hàng không của Mỹ cũng đã phải xin phép.
Nhưng mà giữa cái vùng Senkaku đó, tức là tranh chấp với Nhật Bản đó, thì cái vùng đó không phải là cái vùng mà gọi là một cái đường bộ, một cái tuyến quan trọng như Biển Đông. Bởi vì cái Biển Đông nó quan trọng hơn nhiều, là vì cái vùng đó trên không cũng như đường biển là một cái tuyến mà chuyên chở, nói là 5.000 tỷ hàng hóa đi ngang qua đó, tàu bè đi qua đó. Và nếu bây giờ họ áp đặt cái chuyện đó mà cả thế giới làm lơ hay là không có phản ứng gì, thì họ mặc nhiên làm chủ cái đó. Thì đó là cái vấn đề mà Việt Nam là nguy hiểm nhất, tức là họ khóa chặt Việt Nam rồi. Theo những cái thời gian gần đây mà tôi theo dõi đó, thì Mỹ có khá nhiều động thái. Việc thứ nhất là, thí dụ như trong tháng tháng tư vừa rồi đấy, là 2 lần Mỹ đã cho tàu chiến đi vào trong cái vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa, tức là theo cái luật biển đấy, theo cái luật biển năm 1982. Thì ngay cả Trung Cộng nói rằng họ có chủ quyền trên mấy cái thực thể, mấy cái hải đảo đó đó, thì họ cũng không có cái đặc quyền kinh tế 200 dặm nhé, mà nó chỉ có 12 hải lý thôi. Thế nhưng mà họ vẽ ra cái đường lưỡi bò là bao trùm 90% toàn thể cái diện tích, chồng lấn vào cái đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và vì vậy nước Mỹ đó là cái nước đầu tiên mà thường xuyên đưa tàu chiến đi gần vào những cái sát cái vùng 12 hải lý chung quanh mấy cái đảo, mấy cái thực thể thì đúng hơn, mà Trung Cộng bồi đắp để làm thành các cái đảo đảo nhân tạo. Thì bây giờ họ làm, họ mặc nhiên họ nói rằng đó là cái chủ quyền của họ, và họ đã gây sự với một số tàu bè của Mỹ khi đi vào đó, nhưng mà họ không chưa gây ra cái chiến tranh, chưa có cái đụng độ võ trang. Nhưng mà những cái tuần gần đây đó, thì họ đã đưa những cái tàu chiến mà muốn gây sự với Mỹ. Tất nhiên họ chưa dám đụng độ bằng quân sự thật, nhưng mà rõ ràng là Mỹ đang gặp một cái khó khăn là bây giờ thế này. Đầu tiên ấy là Mỹ và Việt Nam phải có thái độ đã. Mỹ không thể nhảy vào để giúp Việt Nam được, bởi vì Việt Nam với Mỹ không phải là đồng minh. Còn ngay cả Phi Luật Tân ấy, thì trước đây là đồng minh, tức là có cái hiệp ước bảo vệ chung từ năm 1951, nhưng mà vì ông Tổng thống Phi là ông ấy cay cú từ cái vụ mà năm 2012, khi mà Trung Cộng đánh chiếm cái bãi cạn Khabarovsk, thì thời đó là dưới thời Tổng thống Obama, đã không có một cái động thái nào ngăn chặn. Do đó người ta nói rằng ông ấy rất cay cú cái chuyện đó, và ông ấy xoay lưng với Mỹ và đi bắt tay với Trung Cộng. Mà cho đến bây giờ thì Trung Cộng đã có những cái thỏa thuận để mà phát triển kinh tế tại tại Phi. Do đó chỉ còn có Việt Nam thôi, mà Việt Nam đấy thì lại lệ thuộc vào vào Trung Cộng. Do đó Việt Nam cứ đi hai hàng đấy, do đó rất là khó mà Mỹ có thể can thiệp mạnh mẽ vào cái chuyện này được. Mà nếu cứ tình trạng này đó, mà đến khi mà Trung Cộng đặt ra cái nhận dạng phòng không, thì lúc đó một là xảy ra chiến tranh, hai là Mỹ mất hẳn cái thế đứng ở chỗ đó, là vì chỉ còn có phía Bắc là Nhật Bản, xuống tới Đài Loan là hai, Okinawa là những cái căn cứ, rồi qua tuốt bên này là Hawaii, Guam. Chứ còn cái Phi Luật Tân đó, là bây giờ ông Tổng thống ông cũng là muốn xóa luôn cái gọi là cái thỏa thuận gọi là thăm viếng, quân đội Mỹ thăm viếng không thường trực, mà ông cũng muốn giết luôn cái chuyện đó. Thì dưới kia còn có chút ở ở Singapore thôi, thì là Mỹ hổng chân, không còn cái căn cứ quân sự nào ở chỗ đó nữa, nếu mà có xảy ra chiến tranh. Mà Mỹ dạy gì mà xảy ra chiến tranh, khi mà ngay Việt Nam không không bảo vệ thì làm sao Mỹ bảo vệ được, đâu phải là đồng minh đâu, thấy không? Đó thì cuối cùng là cái người thiệt hại nhất là cũng anh Việt Nam của mình. Là Việt Nam thôi đó. Thì nói Đó cho là bây giờ này có muốn làm gì thì làm, tức là phải cũng bắt nguồn từ cái anh Việt Nam, nếu không anh Việt Nam thì ít đúng ra
Phi Luật Tân hoặc là một cái người thì nào trong vùng, chứ không thể nào là Mỹ cứ tiếp tục can thiệp mà nếu mà không có lại. Không can thiệp được, là vì chủ nhà không làm gì cả, chủ nhà có mắc nạn mà chủ nhà không kêu và không muốn kêu thì làm sao mà tiết nhảy vào để mà giúp được. Gần đó. Đây đó thì người ta nói nhiều tới cái chuyện là tại sao Việt Nam không kiện, công kiện Trung Quốc, và trong 2-3 cái công hàm tháng 4 vừa rồi nói trao đổi ở Liên Hợp Quốc đấy. Thì nhiều người bảo tại sao Việt Nam không đi kiện, Việt Nam chưa đi kiện thì bên Trung Cộng nó tung ra cái công hàm Phạm Văn Đồng ký ngày 14 tháng 9 năm 1958, mà cái công hàm đó là Thủ tướng Bắc Việt lúc ấy là ông Phạm Văn Đồng ký thừa nhận cái chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Cộng. Dạ vâng. Thành ra mở miệng mắc quai, thấy chưa? Cuối cùng cái người khổ nhất là cũng người dân của mình. Bây giờ này nói chung là hai cái hoàng đảo và Hoàng Sa có thể mất không cho Trung Cộng luôn. Có thể là mất trắng, có thể là mất trắng. Thì đó là cái vấn đề bây giờ người ta đang nói tới rất nhiều, và rất nhiều người đặt vấn đề là tại sao không đi kiện, tại sao không đi kiện. Thế thì vì cái công hàm đó là cái kẹt rồi nhé. Nhưng mà bây giờ nó có nối giải là vì nếu mà xét theo cái năm 1958 đấy, thì lúc đó cái hai cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đó là thuộc quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa. Thế thì anh Bắc Việt, anh đâu có chủ quyền gì mà anh dám thừa nhận cái đó là của Tàu Cộng, thấy không? Của Trung Cộng. Nói cho cùng á, cái lý và cái tình thì nếu mà thật ra, nếu mà mình có lý đi, đúng ra nếu mà thật sự thì mình nghĩ là nếu mà mình đi kiện mình sẽ thắng thì cũng đúng. Mà nếu mà mình đi kiện mà thắng nhưng mà người ta không có chịu đi kiện thì cũng như không, đúng không chú? Tức là Việt Nam không có chịu đi kiện thì bây giờ này có đúng sai gì thì cũng đâu có làm gì được, đúng không? Bởi vì cái kiện đấy nó có nhiều cái lợi lắm. Dạ. Nó thế rất là chủ cái người ta dựa vào. Nhưng mà câu hỏi của Tiến nói với chú đó, mình đã nói biết nhiều lần rồi, thì Việt Nam có đi kiện không? Tôi thì cho đến bây giờ tôi thấy là Việt Nam không dám kiện. Đó, thì bây giờ nếu mà có thắng mà không dám kiện thì cuối cùng là mình mất trắng. Là cuối cùng mình trắng rồi, thì sau này mà việc đã xong, tất cả mọi việc đã thành thì có đi kiện thì cũng đã quá muộn, đúng không? Bây giờ thật sự ra đó thì tôi nghĩ nó không hẳn như vậy đâu. Để tôi nói thêm này. Dạ. Vì nếu mà theo công pháp quốc tế đó, thì thứ nhất là cái phán quyết năm 2016 của tòa án trọng tài là hay đó, thì cái đó nó có giá trị vĩnh viễn, tức là nó phủ nhận cái đường lưỡi bò là vô giá trị, thấy chưa? Nó phủ nhận cái đường lưỡi bò là vô giá trị, mặc dầu Trung Cộng không nhìn nhận, không thừa nhận cái đó, nhưng mà nó vẫn có giá trị trên mặt công pháp quốc tế. Thứ nhất. Thứ hai, Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974 bằng võ lực. Tiếc hiểu, nhưng mà bây giờ này... Thứ ba... Tiếc hiểu cái điểm chú đưa ra. Có nghĩa là gì mà nói ra là đều có lý cả. Nhưng mà nếu mà bây giờ này, nếu mà thí dụ trong cái câu chuyện hôm nay, Tiếc muốn đưa ra cái này để cho hai chú với Tiếc, hai người mình phải ngẫm nghĩ như vậy. Nếu mà thật sự... mà Trung Cộng muốn chiếm những cái điểm vị trí này và tiếp tục làm cái công tác này mà những người trong vùng không lên tiếng 5 năm nữa. Đó là vấn đề. Họ đã làm rồi, họ đã có chủ quyền rồi, họ kéo quân lên, họ đóng rồi, tàu bè của họ đi qua và họ cấm luôn cả Việt Nam không làm, tức là nó thành một cái thông lệ rồi, thì tới lúc đó có còn kiện cáo gì nữa thì cũng đã quá muộn rồi, không chú? Không, vẫn còn kiện được. Yeah. Bởi vì nếu thứ nhất đấy là họ đã làm những việc đó phi pháp, về theo luật biển đó, thì vấn đề bồi đắp những cái thực thể trở thành đảo đó là cái đó không được phép. Yeah. Cái thứ hai là họ chiếm bằng vũ lực. Cái thứ ba là cái đường lưỡi bò nó vô giá trị. Yeah. Do đó mà cái đó là do công pháp quốc tế. Mà nếu Việt Nam thật sự muốn kiện thì phải có một cái sự tiếp sức của thế giới. Mà khi cả thế giới cùng đặt vấn đề, cùng đưa ra những cái áp lực, thì áp lực là bây giờ
anh phải theo đúng luật biển mà Trung Cộng là người ký vào cái luật biển nó thừa nhận cái UNCLOS, tức là cái luật biển năm 1982, mà anh thừa nhận mà anh lại không thi hành, anh đi ngược lại ngay cái luật đó thì là anh vi phạm luật. Mà anh đã vi phạm luật đó thì anh phải trả lại nguyên trạng của cái vùng biển đó. Còn anh không trả lại thì có những cái áp lực quốc tế. Thí dụ bây giờ tôi hỏi như thí dụ năm 1989 là cái vụ mà Thiên An Môn nhé. Cả thế giới thì áp lực không buôn bán hay là có rất nhiều những cái trừng phạt. Còn bây giờ nếu mà cả thế giới thấy rằng anh này bướng quá, anh lấy sức mạnh anh đè bạp những nước khác, anh ăn hiếp những nước khác, cả thế giới xuống lại nói bây giờ anh nếu mà anh không trả lại, anh làm như vậy chúng tôi không chơi anh nữa, không buôn bán với anh nữa, không, tức là phải có áp lực. Bây giờ anh nợ Mỹ, ok tôi quỵt cha tôi không trả nữa, thấy không? Khi mà mới tuần trước đây thôi, tức là bên Việt Nam đã chính thức nói rằng là cái công hàm ấy nó không có giá trị, cái công hàm Phạm Văn Đồng nó không có giá trị là vì lúc đó cái thuộc chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa. Lần đầu tiên họ nhắc tới Việt Nam Cộng Hòa năm 2011, Nguyễn Tấn Dũng cũng đã nhắc tới vấn đề Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà họ nhắc lại như vậy, nhưng trong thâm tâm và cái cách hành xử của Cộng sản hiện nay đó, thì họ vẫn coi Việt Nam Cộng Hòa là ngụy, là ngụy quân, ngụy quyền. Họ không nhìn nhận đó là một cái thực thể của một quốc gia độc lập. Vì vậy mà cái finally, cái rốt ráo là mình cái gì? Cái chế độ Cộng sản ấy, nó phải tàn lụi đã. Ok, thì cái câu nói cuối cùng là mình phải làm sao cho cái chế độ Cộng sản không còn thì cứ mới có... Không còn nữa, thì lúc đó họa may mình mới tiếp tục đấu tranh và mình đi với thế giới tự do, mình đi với cả thế giới để thi hành cái luật pháp quốc tế. Thì bắt buộc Trung Cộng phải thi hành luật pháp quốc tế. Và cái đường lưỡi bò nó trở nên vô giá trị. Thấy không? Thì vẫn có triển vọng, bởi vì chúng ta đấu tranh này cho ngàn năm chứ không phải là cho 1, 2 năm, 5, 3 năm gì. Bởi vì Tàu thì là muốn chiếm Việt Nam cả mấy nghìn năm trước rồi, đô hộ Việt Nam cả ngàn năm rồi. Thế thì mình vẫn còn đứng được tới ngày nay. Thế đó mình phải nghĩ tin vào tương lai chứ. Thì đó là cái mà mình hy vọng, tất nhiên là đời tôi, may là tiếc còn, nhưng đến đời tôi là chắc là qua đi sớm rồi. Không, chắc không nên thôi gì. Đó là cái chuyện Biển Đông của chúng ta. Tiếc là nó cũng tàn lụi, nhưng mà hy vọng thì hy vọng là tới đây. Thế thì mình phải truyền lại cho con cháu mình biết cái đó để mà tiếp tục đấu tranh. Đời mình chưa được thì tiếp tục, nhưng mà phải luôn luôn kiên trì chứ không phải là lơ lơ để cho đời Trung Cộng muốn làm gì làm. Với cái tình trạng này là mình chẳng những mất đảo mà mất nước luôn, vì người Tàu tràn qua mua đất mua nhà ở bên Việt Nam lưu bù, mà rất nhiều người Việt Nam đứng tên để cho người Tàu mua đất mua nhà. Nguy hiểm vô cùng. Cho khán giả VNTV một cái đề tài rất là thú vị hôm nay để chúng ta tìm hiểu thêm cái tình trạng của Việt Nam chúng ta như thế nào, nhất là về Biển Đông. Thì cảm ơn chú và hy vọng chúng ta sẽ gặp. Cảm ơn Tiết và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Xin hẹn một chương trình khác.